Quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12, ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành chất vấn lãnh đạo một số sở ngành, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tới sự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã điều hành phiên chất vấn. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp. Trước khi vào chất vấn, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, kết quả thực hiện thông báo kết luận của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mở đầu phiên chất vấn, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về một số vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, biện pháp xử lý đối với dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Cấp giấy chứng nhận đầu tư giao đất cho thuê đất nhưng chậm hoặc không triển khai đã làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, gây lãng phí nguồn lực đất đai, ảnh hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải ở một số địa phương như huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, ô nhiễm môi trường do các cơ sở khai thác đá, đặc biệt là phương án xử lý bãi tập kết kinh doanh cát sỏi không đúng với quy hoạch trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Đây là vấn đề đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn từ kỳ họp trước. Tại kỳ họp thứ 9 đã đề nghị xem xét việc thu hồi đất bãi tập kết kinh doanh cát sỏi không đúng với quy hoạch và phải di dời 4 bãi cát sỏi của 4 doanh nghiệp tại phường Thính Lan đến nơi quy hoạch mới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy chuyển biến gì, cát sỏi vẫn được vận chuyển bình thường. Vậy bao giờ có quy hoạch và cho di chuyển bãi cát sỏi để đảm bảo cho việc thi công cầu Hòa Bình 2? Ngày 4 tháng 12 năm 2019, Ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định 2742 về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp hệ thống bãi tập kết và kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng như thành phố Hòa Bình nói riêng. Căn cứ vào phương án bố trí sắp xếp hệ thống bãi tập kết và kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và thành phố Hòa Bình đã được phê duyệt, trong thời gian tới, Ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền về yêu cầu 4 doanh nghiệp khai thác cát sỏi, tập kết cát sỏi tại thuộc phường Thính Lan đăng ký và kế hoạch sử dụng đất hàng năm và khẩn trương thực hiện việc đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng, thực hiện di chuyển bãi tập kết kinh doanh cát sỏi theo quy định. Vì đây là cái nội dung mà cần thời gian và trên cơ sở cái quy hoạch và kế hoạch đất của thành phố đã được ban tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền, và đặc biệt cái bãi tập kết chúng ta với phương án như tôi nêu ở trên vừa đảm bảo mỹ quan, đảm bảo theo quy hoạch của thành phố và đặc biệt là cái phù hợp trên cơ sở cái phương án mà đơn vị tỉnh phê duyệt. Liên quan đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hảo, tổ đại biểu thành phố Hòa Bình đã chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng về việc sau khi thoái hết số vốn của nhà nước tại công ty nước sạch Hòa Bình, nhà nước sẽ quản lý an ninh, chất lượng nguồn nước như thế nào. Thế thì về cái vấn đề thoái vốn này là chủ trương của chính phủ cũng như của tỉnh đã chỉ đạo, nhưng tuy nhiên thì xét thấy là chúng ta thấy như này, việc thoái vốn nhà nước tại các cái doanh nghiệp ấy thì không loại trừ cái trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật và đối với việc cấp nước của doanh nghiệp. Có nghĩa là các doanh nghiệp này tuy có thoái vốn khỏi phần của nhà nước nhưng họ vẫn phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề các cái quy định của nhà nước cũng như là cái chất lượng của nguồn nước và nhất là các cái hệ thống văn bản của pháp luật của các ngành liên quan. Thì đối với cái nguồn nước thì phải đảm bảo an ninh nguồn nước. Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, các đại biểu đã chất vấn người đứng đầu ngành giao thông vận tải về một số vấn đề như việc đầu tư xây dựng một số tuyến đường, tình trạng chở hàng quá tải trọng cho phép làm hư hỏng hạ tầng giao thông, tình trạng xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đặc biệt là tình trạng các xe khách đã cũ hoặc quá niên hạn sử dụng vẫn được sử dụng để chuyên chở học sinh tới trường. Trước hiện tượng xe cũ nát không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn giao thông đường bộ nhưng vẫn lưu thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các xe khách đã cũ hoặc quá niên hạn sử dụng vẫn được sử dụng để chuyên chở học sinh đến trường tại các trường của các huyện, thành phố. Vậy Sở Giao thông Vận tải tỉnh đề ra những giải pháp lượng nào để khắc phục những bất cập trong quản lý và giải quyết một cách có hiệu quả tình trạng này? Tính đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2020, thì trên địa bàn tỉnh sẽ có 54 phương tiện cơ giới đường bộ là hết niên hạn sử dụng. Theo quy định tại Nghị định 95 thì đối với xe chở hàng thì là không quá 25 năm và xe chở người là không quá 20 năm. Thì chúng tôi đã thống kê được. Và hiện nay là đối với trang web của Sở cũng như là trang web của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đều nêu rất là rõ. Và chúng tôi cũng đã có những cái văn bản gửi cho Sở Giáo dục Đào tạo
cũng như là các cái đơn vị liên quan để tăng cường công tác kiểm tra và ký kết hợp đồng đối với những cái phương tiện mà chở học sinh. Trong đó lưu ý nhất là đối với lại là niên hạn sử dụng, rồi là đăng ký đăng kiểm, rồi là các cái điều kiện để lái xe trên đường, thì báo cáo với đồng chí là như vậy. Sắp tới thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo thanh tra sở, và chúng tôi đã làm rồi, nhưng mà tiếp tục sẽ chỉ đạo thanh tra sở sẽ phối hợp với lực lượng chức năng liên quan như là công an tỉnh và các cơ quan của địa phương để tiến hành rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh đối với lĩnh vực này. Các đại biểu cũng đã chất vấn lãnh đạo Sở Y tế về những giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh, chất vấn lãnh đạo Sở Công Thương về việc chậm triển khai dự án điện tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, giám đốc các sở ngành đã trả lời đầy đủ, thẳng thắn làm rõ những vấn đề mà cử tri, đại biểu chất vấn. Một số vấn đề cơ quan được chất vấn sẽ gửi câu trả lời cụ thể bằng văn bản tới đại biểu chất vấn.